Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB thông báo, phòng giao dịch Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, địa chỉ tầng 2, 3, nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chấm dứt hoạt động kể từ ngày 8 tháng 4. Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với phòng giao dịch điện Biên Phủ chi nhánh Tân Định, số 261 263, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành, trong đó, đóng cửa 33 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng, các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, mỗi địa phương đóng một phòng giao dịch. Như vậy, sau hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1 phần tư số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước. Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Viettinbank, Agribank để tham gia quản trị, điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Sau khi dừng hoạt động đối với một loạt phòng giao dịch, SCB mới đây cũng đã thông báo thanh lý một loạt xe ô tô chuyên dụng chở tiền, đồng thời lựa chọn nhà thầu tháo rỡ 21 pano quảng cáo tại 16 đơn vị kinh doanh. Ngân hàng nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư lớn để sớm trình chính phủ theo phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Hiện có 5 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt gồm CB Bank, Ocean Bank, GP Bank, Đông Á Bank và SCB, trong đó SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10 năm 2022. Tiếp tục xin giấy phép khai thác kho báo dưới sông Cà Ti mới đây Ông Huỳnh Phú Tân, 42 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Long Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đang tiếp tục liên hệ với Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch Bình Thuận để xin giấy phép khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti, Phan Thiết. Ông Tân chia sẻ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Long Điền đã làm việc với tôi và tôi đã khẳng định điều này. Thời gian qua, tôi âm thầm làm hồ sơ, thủ tục xin phép, gia đình tôi hoàn toàn không hề biết. Do đó, khi có người hỏi, gia đình tôi sợ tôi làm gì vi phạm pháp luật nên nói rằng tôi nằm mơ thấy để cho qua chuyện. Theo ông Tân, nếu được tỉnh Bình Thuận cấp phép, ông phải điều chỉnh thời gian khai quật kho báu bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 2 năm 2025 và kết thúc ngày 20 tháng 2 năm 2025, không thể khai quật kho báu vào tháng 5 năm 2024 do thời gian quá gấp. Trả lời câu hỏi về việc hàng ngày phải đi vác muối thuê thì kinh phí đâu để khai quật kho báu và ký quỹ nửa tỷ đồng? Ông Tân cho biết mọi việc đã được ông tính toán. Ông Tân khẳng định chi phí khai quật, tiền ký quỹ đều do phía đối tác của tôi lo. Hiện ba công ty xây dựng là đối tác cơ bản đã đồng ý và chỉ chờ có giấy phép là triển khai. Theo ông Tân, trước đây ông là thầu xây dựng nhưng do làm ăn thất bại nên thỉnh thoảng rảnh rỗi ông có đi vác muối thuê. Ông cũng cho biết đi vác muối thuê là việc làm không vi phạm pháp luật và cũng chẳng liên quan gì đến việc khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti vì như tôi đã nói, tất cả chi phí đều do phía đối tác của tôi lo. Trước đó, theo trình bày của ông Tân, ông tổ của ông đã phát hiện quân đội Nhật trôn giấu khoảng 3 tấn vàng và vật quý dưới dòng sông Cà Ti, đoạn qua thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, do thời gian quá dài nên tư liệu và hình ảnh không còn, hiện thông tin về kho báu chị mình ông Tân biết được địa điểm. Ông Tân cam kết trong đơn, tôi xin cam kết nếu được cho phép khai thác, Tôi xin ký quỹ khắc phục môi trường tại kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra, ông Tân còn xin nhận lại 30% tổng tài sản thu được từ kho báu, 70% còn lại sẽ bàn giao cho kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận. Để việc khai thác an toàn, ông Tân cần 10 cán bộ công an bảo vệ và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi khai thác được, đồng thời đưa tài sản thu được với kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận. Thông tin tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15, khóa 11, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn nổi lên tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, trong đó có vụ mất hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhân Trạch. Theo Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, trong vụ việc này các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn quá cũ xuất hiện từ cả chục năm trước, trong số hơn 100 kịch bản các đối tượng lừa đảo hay sử dụng nhưng người trong cuộc không cập nhật thiếu cảnh giác, thông tin trên được đăng tải trên báo Nhân dân. Thủ đoạn lừa đảo mà tội phạm hay dùng nhất là giả danh công an, cán bộ thuế rồi liên lạc qua điện thoại để xử lý thông tin tố giác tội phạm. Do đó khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự thì mọi người phải lập tức báo cho cơ quan công an không để các đối tượng lợi dụng. Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo lấy đi hơn 171 tỷ đồng trong tài khoản. Đoàn công tác yêu cầu tỉnh ủy Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Trước đó, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức vào ngày 26 tháng 3, đại diện Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo số tiền lớn trong tài khoản. Theo đó, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và đơn vị chức năng của Bộ Công an đang cùng công an địa phương tích cực điều tra làm rõ theo thông tin bước đầu từ cơ quan chức năng nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và tự xưng là người của cơ quan bảo vệ pháp luật sau đó nhóm này thông báo bà nguyễn thị giang hương có liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật nhóm lừa đảo yêu cầu bà nguyễn thị giang hương mở tài khoản để chuyển tiền rồi nhanh chóng xâm nhập vào tài khoản của bà hương để lấy tiền Thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo lịch xét xử của đơn vị này, ngày 10 tháng 4 sẽ diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Phiên xét xử sơ thẩm diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 tại phòng xét xử số 1 thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tham gia tố tụng là các kiểm soát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, bị truy tố theo điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Với khung hình phạt bị truy tố, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án 12 đến 20 năm tù hoặc tù trung thân. Đáng chú ý, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca có tình tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần do bị cáo buộc 4 lần nhận tiền chạy án cho ông chủ hóa đơn Trương Xuân Đức. Cụ thể, theo cáo buộc lần đầu, vợ ông Đức là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đưa 10 tỷ đồng tại nhà riêng ông Ca. Lần thứ hai, đích thân ông Đức đưa 5 tỷ đồng vào phòng ngủ tầng 1 nhà ông Ca. Lần thứ ba, vợ chồng ông Đức mang hai bao tiền chứa tổng cộng 15 tỷ đồng đặt vào phòng khách nhà ông Ca. Lần cuối cùng, bà Ngọc Anh mang thêm 5 tỷ đồng đến gặp ông Ca. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ông Đức lại cùng vợ đến nhà ông ca tại xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để hỏi kết quả chạy án. Tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong, ông Đức không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023, ông Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, bà Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca xin lại số tiền 35 tỷ đồng, nhưng ông Ca không những không trả lại tiền mà còn mắng và đuổi bà Ngọc Anh về. Ngày mùng 7 tháng 2 năm 2023, bà Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Ngoài bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng và vợ chồng trùm hóa đơn Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, 10 bị cáo khác cũng sẽ hầu tòa với các tội danh khác nhau. Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Đình Đương, tri cục trưởng tri cục thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài bị truy tố về tội nhận hối lộ. Đặng Khắc Thành và Hà Thị Bích Nhàn, người trung gian mua bán hóa đơn, bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên là giám đốc các công ty mua hóa đơn trái phép từ ông Đức bị truy tố tội trốn thuế. Được biết, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn triệu tập 21 người với tư cách là nhân chứng của vụ án. Liên quan đến vụ án này, ngày 3 tháng 3 năm 2023, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca. Quá trình xét hỏi, ông Ca Khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không hoặc chưa tác động đến cá nhân cơ quan chức năng nào để chạy án. Khi bị bắt vào tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca cũng nộp lại số tiền 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.